Mến chào cô chú, anh chị quý nhà đầu tư. Chào mừng cô chú anh chị đến với kênh YouTube Quỳnh Thọ Bất động sản, nơi chia sẻ video bán nhà đất thực tế cùng với những cơ hội đầu tư hấp dẫn. Nếu cô chú anh chị quý nhà đầu tư có nhà hoặc đất cần bán xin hãy liên hệ vào số điện thoại hoặc là Zalo hoặc là WhatsApp 0828367167. Trước khi xem video của chú anh chị quý nhà đầu tư đừng quên bấm nút like cũng như đăng ký miễn phí để cập nhật video bán nhà đất mới nhất nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với video ngày hôm nay Video có mã số là 1017 nha cô chú chị Đây là một cái lô đất nói chung là siêu mặt tiền nha của chú chị Mặt tiền lên đến 110 m nha Thì diện tích thì tầm khoảng 6.500 mét vuông nha thì đối với sản phẩm này thì chủ nhà sẽ bán đo đạt theo tài nguyên môi trường thì đo diện tích ra bao nhiêu thì mình tính tiền bấy nhiêu nha thì đường á thì cái mặt đường này á, tầm khoảng 3 mét xe hơi thì cũng có thể vào được nhưng mà trên đất chưa có chỗ quay đầu nha đây là một cái sản phẩm giá đầu tư luôn nha của chúng chị thì với kích thước ngang mặt tiền này á thì nói chung là đo đạt lại nhiều khi á, nó còn khoảng 6 ngàn mét vuông thôi nha trừ lộ giới các thứ rồi nha của chúng chị còn khoảng 6.000 á thì tầm khoảng 6.000 đến 6.500 mét vuông thì em báo khoảng đó nha thì bên địa chính bên tài nguyên môi trường đo sẽ chính xác nhất nha còn này là em báo khoảng nha anh chị, thì ngang mặt tiền này á ngay vị trí em đứng này đây á là được 110 m nha một cạnh là 56 m một cạnh là 71 m và cái hậu thổ đất nói chung là nó hơi dạt xéo lên cho nên lấy vuông lại thì nó khoảng 96 m nha của những chị đối với sản phẩm này mà cô chú anh chị phân lô tách thửa là quá vip luôn nha của anh chị thì đường thì em xin báo là xe máy ba gác thôi xe hơi cũng vào được luôn nhưng mà chưa có chỗ quay đầu nha thì đối với sản phẩm này cô chú chị muốn làm chỗ quay đầu thì cứ làm một cái nền trên đất thì quay đầu thôi điện nước wifi nói chung là đầy đủ hết nha cô chú chị xung quanh thì dân cư đông đúc hiện hữu điện nước đầy đủ nha nói chung là sổ sách sổ hồng riêng đối với sản phẩm này thì cô chú chị xem ok thì mình nên đi coi đất thực tế rồi mình rút giá bên chủ nhà à, ok nữa thì mình tiến hành cặp thôi thì à, sau đó thì bên địa chính tài nguyên môi trường đo đạt ra bản vẽ thì mình tiến hành ký công chứng nha sau khi ký công chứng thì cô chú chị sẽ nhận được sổ hồng mang tên cô chú chị luôn nha đó, hàng này thì đã có sổ rồi nhưng mà buộc phải đo đạt lại nha sổ này là sổ cũ của ngày xưa nha cô chú chị trên màn hình cô chú anh chị đây là cái hình dạng thửa đất em vẽ ở đây Tính ra nó hai mặt tiền lận nha Một mặt tiền là một khoảng 100m, 110m nha Một mặt tiền là 56m nha Một cái cạnh 110m đó là, là hướng à, chánh nam nha Và cái hướng à, 56m là hướng chánh đông nha cô chú anh chị thì cách đường tỉnh lộ DT833 tầm khoảng 3 km nha cô chú chị Cầu dầm thủ thì nó tầm khoảng 5 km nha trung tâm thủ thừa chợ Thủ Thừa tầm khoảng gần 8 km nha của anh chị Dòng xây quần 5 tượng đài liệt sĩ thành phố Tân An tầm khoảng 12 km Và Bến Lức về tầm khoảng 20 km nha Chợ Gò Đen vì tầm khoảng 25 km Bình Chánh về tầm khoảng 29 km Và Nguyễn Linh tầm khoảng 42 km nha cô anh chị Đức Hòa về tầm khoảng 43 km Nếu cô chú anh chị biết đường đi nha là đi theo đường tỉnh lộ DT824 nha ra ngay chỗ chợ Bến Lức rồi từ Bến Lức chạy về nha cô chú chị thì cô chú chị muốn biết vị trí khoảng cách thửa đất thì có thể lên Google Maps nha thì mình gõ ngay chỗ vị trí là cầu dầm thủ nha thì từ cầu dầm thủ em xin nhắc lại nha cầu dầm thủ về tới đất thì tầm khoảng từ 3,5 đến 5 cây số nha cũng rất gần thôi nha cô chú chị thì trên màn hình của chúng chị á nói chung là đang hạ lai cam xuống nha khu vực này thì cô chú chị nhìn thấy các cánh đồng đang ngập nước nha thì do lý do thứ nhất là do người dân lấy nước vào để lấy phù sa vào đất nha cái thứ hai là hiện tại cũng là đang mùa nước nổi nói chung lấy nước vô mục đích là lấy phù sa và xử lý là không cho cỏ lên nha cô chú chị tại vì mình xiết nước á, là khô á, thì cỏ sẽ lên Đó. thì mục đích là lấy phù sa và giữ cỏ nha và cũng hiện tại là mùa nước nổi cũng về cho nên là tầm khoảng 30 ngày nữa các cánh đồng nằm mà canh tác hai vụ sẽ bắt đầu xạ lợi vụ mới là vụ đông sưng nha. thì lúc đó thì sẽ nhìn rất là đẹp nha, còn bây giờ thì nhìn nước hơi nhiều. các nơi thì thành phố Hồ Chí Minh thì em cũng có đọc báo thì thấy bị ảnh hưởng về chiều cường. Thì các tỉnh miền Tây nói chung Long An hiện tại thì có một số huyện cũng đang bị ngập nước lý do là nước nổi nha đây là vấn đề rất là bình thường. À theo hàng năm vào tháng 9, đó giữa tháng 8 và đến tháng 10 nha. Đó tầm khoảng 1 tháng rưỡi á, tầm 1 tháng rưỡi á thì tùy theo năm. Đó ngày ngày xưa thì đê bao chưa có thì nhiều khi tầm tháng 7 là nước đã về rồi, băng đồng ngập rất là nhiều luôn. Còn hiện tại thì vì nó tầm khoảng tháng tháng 8 âm lịch ha. tầm giữa tháng 8 tháng 9 tháng 9 thì đến tháng 10 tầm tháng 10 là bắt đầu nước rút rồi nha cô chú chị thì tầm khoảng một tháng rưỡi nước ngập đó. thì tùy theo cái khu vực nữa đó. nơi nào mà đê bao ba vụ thì sẽ không có ngập nha cô chú chị đó. còn đây á trên màn hình của chúng chị đây là hình dạng thừa đất đây là một góc nhìn nha các kích thước thì cô chú chị nhìn nói chung nhanh quá thì cô chú chị có thể chụp màn hình lại nha nói chung là điện á, là ngay mặt tiền luôn nói chung sổ này á, là sổ đỏ ngày xưa có nghĩa là sổ đỏ là sổ cũ nha thì vấn đề qua tên đổi chủ thì buộc phải đo đạt thôi đối với sản phẩm này chủ nhà cũng bán đo đạt luôn nói chung là đo ra 6.000 mét vuông hay 6.500 mét vuông thì mình nhân tiền ra ha thì giá bán chính chủ á, là 370 triệu trên 1 000 mét vuông có nghĩa là 370 000 cho 1 mét nha cô chú chị thì cứ 1 000 mét vuông á, là 370 triệu nếu mà ra 6 000 thì cô chú chị cứ nhân lên thôi à, thì giá nói chung là khu vực này giá như này là rất ok À, hàng này thì cô chú chị cô chú chị có thể mua sở hữu nè để dành phân lô tách thửa chia cho con cái trong gia đình làm cái tài sản sau này à, à Đất tăng giá lên đó, thì nói chung là có cái nơi à, làm vườn hay lập vườn dành cho con cháu cũng rất ok nha cô chú chị. À, khu vực này nói chung thì đất à, trước thời à, nóng đó, thời điểm mà nóng sốt thì tầm khoảng 500 600 triệu 1.000 m vuông á rất là bình thường luôn mà chẳng có ai bán luôn nha cô chú chị à, thì hiện tại thì nó do thị trường à, các nơi đều xuống đồng bộ hết cho nên à, đây là cái thời điểm mà cô chúng chị có thể à, ai nắm tiền có thể chọn lựa những cái sản phẩm đắt đẹp đắt rẻ nha thì à, em xin nhắc lại luôn đối với sản phẩm này thì chủ nhà bán hết thửa nha cho nên dành cho cô chúng chị nào tài chính tầm trung trung à, có thể mua sản phẩm này À, không có bán lẻ một công hai công nha cô chú chị một ngàn hai ngàn mét vuông thì chủ nhà không bán bán hết nha bán sẽ ký công chứng toàn bộ cho cô chú chị luôn Đã, nguyên cái mặt tiền cả trăm mét ngoài nha cô chú chị đất như thế này thuộc thủ thừa thì gọi là rất là đẹp nha hậu vào ngắn nha tầm 71 m 56 m là rất là đẹp rồi nha cô chú chị Đã, dân cư thì rất là đông đúc luôn đó ở miền quê nói chung là ở miền tây à, vấn đề mà à, mồ mã ông bà sát nhà đồ đó à, thì đất bên của chủ nhà người ta làm một cái mồ à, dành cho à, ông bà cha mẹ là rất là bình thường nha cô chú chị cho nên nhiều cô chú chị ở các nơi khác à, ở bình dương hay là ở sài gòn về à, thấy mồ mã rất là, là lo âu rất là sợ nha như tại tại nhìn chứ quen á nhìn riết nhìn riết cũng quen nha cô chú chị trên màn hình cô chú chị đây là cái hình dạng thửa đất em đo mang tính chất tham khảo nha thì nói chung những cái này tầm khoảng 6 ngàn rưỡi sáu ngàn đây là cái sổ đỏ ngày xưa nè cô chú chị cái sổ này thì ngày xưa nó ra tới 10.600 mấy mét vuông rồi nha thì sau khi em kiểm tra thì cái sổ này đây là cái bản vẽ ngày xưa của chúng chị nhìn không hiểu đâu để em phóng to ra em vẽ cái hình dạng ngoài thực tế cho cô chú chị xem hiện tại thì cái cái sổ này á, là chưa hiển thị đường thì vấn đề đo đạt xong nó sẽ cập nhật cái đường luôn một tí nữa qua phần kiểm tra quy hoạch là cô chú chị sẽ nhìn thấy đường nha đó đây là cái sổ cái bản vẽ thửa đất này của chúng chị cái sổ ngày xưa nói chung là các thửa ha cái đỏ đỏ ha cái vàng vàng là vẽ cái đường á cái đường hiện tại trên đất á thì nó sẽ trừ ngay vị trí đó nha quý chị nó trừ nói chung là trừ ranh hai bên thôi mỗi bên bên mình một nửa bên kia giáp ranh bên kia là một nửa đó, theo cái hình dạng như vậy nha đây là cái phần kiểm tra quy hoạch thửa đất nha các chị thì à, đây là cái sổ này á là 5 ngàn mấy nè các chị Đó, thì nói chung sẽ trừ lại các kích thước thì nó tầm khoảng 6 ngàn rưỡi mét vuông đi Đó, ra tiền bao nhiêu mình tính bấy nhiêu nha Đó, đây là cái thửa thứ hai Đó, nó gồm có một thửa lúa nè thửa cây long năm và một cái thửa là thủy hải sản nha các chị tổng cộng là sau khi đo đạt lại thì nó sẽ ra ba thửa nha. Đó, cái lộ nó thể theo cái góc cua như vậy nha. Thì hình dạng ban đầu em vẽ theo cái nói chung là nó sẽ ra cái hình dạng tương đối giống giống như vậy. Đó. đất cũng rất là đẹp nha các cô chú. chị. đây là cái thửa thủy hải sản nha. Thì em xin nhắc lại nha, cô chú anh muốn biết vị trí khoảng cách thì có thể coi ha, vị trí cầu dầm thủ nha à quyện thủ thừa tỉnh Long An, coi thử từ nhà mình đến đó là xa. Thì cô chú anh chị cộng thêm tầm khoảng 5 cây số nữa nha cô chú chị. À, trung tâm thủ thừa thì tầm khoảng 8 cây, dòng xây phường 5 tầm khoảng 12 cây ha, cũng rất là gần thôi. À, đường thì xin nhắc lại nha, đường hiện tại là xe máy ba gác, xe hơi vào đất thì chưa có chỗ quay đầu. À, cô chú anh chị muốn à, quay đầu thì phải làm đổ đất ngay vị trí đất mình nha. À, thì những sản phẩm bất động sản bên em đều là những sản phẩm chính chủ hết ai đứng tên đất ai là người quyết định giao dịch thừa đất là cô chú chị sẽ gặp được ngay người đó nha bên em sẽ theo sát hợp đồng của chúng chị luôn từ lúc cô chú chị quyết định đặt cọc nè rồi ký công chứng cầm được sổ hồng trên tay nha à, bên em còn rất là nhiều sản phẩm bất động sản luôn nếu cô chú chị muốn tìm hiểu về thị trường bất động sản theo khu vực thì cứ alo anh em à, mình muốn mua đất thì mình nên đi xem đất thực tế nha thì cô chú có thể liên hệ vào số điện thoại 0828 367 167 và gặp em, em là Quỳnh Thọ nha của chúng chị. Cảm ơn cô chú anh chị, quý nhà tư đã dành thời gian theo dõi video. Nếu thấy video này hay hữu ích đừng quên bấm nút like cũng như đăng ký miễn phí để cập nhật video bán nhà đất mới nhất nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ à, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Em xin chào tạm biệt tất cả cô chú anh chị.